yêu thôi, đừng cưới. Gia đình anh á đổ vỡ, kể cả bà ngoại, bà nội anh cũng đổ vỡ luôn. Thì khi anh quen người bạn gái á, người ta cứ nhìn vô và nói với anh á, mày quen một cái thằng cái gia đình nó như vậy, gia đình đổ vỡ rồi không có tương lai, nó cũng giống như là người nhà của nó thôi, chẳng có gì hết. Thì anh nghe xong anh rất là buồn. Bây giờ anh có thể đánh đổi tất cả, tiền mọi thứ, để anh chỉ còn muốn một cái gia đình hạnh phúc thôi. Anh thích yêu thôi đừng cưới, nó cũng có lý do. Anh muốn chúng ta tìm hiểu hết, quý trọng nhau hết, rồi đến một lúc nào đó cần thiết thì mình cưới. Phụ nữ nào cũng vậy hết á, người ta yêu một người đàn ông, chấp nhận hy sinh với một người đàn ông, chấp nhận quen bạn, thì bạn phải cho được cô ấy được cái niềm tin là cái kết thúc đó sẽ là cái gì, chứ đâu phải là đừng cưới như vậy là được. Em không có đồng ý lắm. Vấn đề của Hoàng Minh đó chính là bạn ấy gặp một cái vết sẹo của quá khứ. Một vết sẹo mà bạn ấy cho rằng là nếu cưới nhau thì tình yêu khó bền vững. Nếu nói vậy, tôi sẽ cho bạn một minh chứng. Đó là hạnh phúc của anh Lê Hoàng đến lúc này. Anh nói một chút ạ. Không, tôi không có kể về đời tư của tôi, nhưng ở đây thì không, tôi... Anh chỉ tư vấn cho bạn ấy là khi cưới nhau ấy thì liệu tình yêu nó có chết như bạn ấy? Không, nó không hề chết đâu, nhưng có điều thế này này, tôi nghĩ rằng bạn ở đây bạn sai về mặt ngôn ngữ rồi. Có nghĩa là bạn hoàn toàn không phải là không muốn cưới, nhưng mà bạn sợ cưới có vấn đề. Mặc dù rất nhiều người đánh giá tiêu cực, nhưng tôi đánh giá cao là đây là một người đàn ông thẳng thắn. Bởi vì cũng có rất nhiều người đàn ông á không nói gì cả, xong cứ kéo dài mãi không cưới, chết con người ta, đúng không? Thì ở đây bạn nói ngay từ đầu, tôi không cưới cũng là một cách, và cũng có những cô gái chấp nhận điều đó. Chứ không phải không. Và tôi cũng không phê phán những cái người chấp nhận đấy, vì họ có những cái lý do riêng của họ. Tuy nhiên khi bạn giải trình ấy, phải nói nếu bạn biết chính xác là anh ngại cưới, chứ không phải là đừng cưới. Bởi vì là bạn cảm giác là cái cưới bạn đã có những cái tấm gương đổ vỡ rồi, và bạn sợ không vượt qua được, thì bạn gọi là đề phòng, chứ còn không phải là cương quyết. Hai cái đề phòng và cương quyết là khác nhau. Ở đây là bạn bị tình trạng cực đoan quá, sai về ngôn từ, nó làm cho cái cô gái này bị sốc, bởi vì là cô ấy không muốn là tìm một cái quan hệ tạm bợ hoặc là một cái quan hệ không cưới. Nhưng mà tôi cũng xin nói thật nhé, cũng có những quan hệ không cưới không gọi là quan hệ tạm bợ. Chúng ta phải hiểu rằng có nhiều cái hoàn cảnh nó phức tạp lắm. Cho nên là tôi đánh giá cao cái sự thẳng thắn của bạn, nhưng tôi lại đánh giá không cao cái sự dùng chính xác của bạn. Bạn dùng từ sai mất rồi. Nếu mà bạn gặp được người con gái mà bạn cảm thấy rằng là không cưới mà người khác cướp mất á, thì lúc ấy bạn sẽ hiểu. Lúc ấy bạn sẽ hối hận vô cùng khi bạn viết câu này. Mà cần gì đến lúc khác, đến lúc này mà bạn không cưới là có người cướp ngay này. Đúng rồi. Khi chúng ta chưa gặp một cái con người mà chúng ta thấy thực sự á, chúng ta có rất nhiều ý nghĩ nó khác. Nhưng khi gặp rồi, bao nhiêu những cái dự định, bao nhiêu cái chúng ta đổ vỡ đánh đoành một cái, đúng không? Chỉ có một dự định duy nhất thôi. Là làm sao có được cô ấy. Phải có được. Phải tận cùng. Nhìn vào bên trái chút xíu. Em dạ. Minh, em nhìn vào bên trái của em đó. Bạn nó đứng chắp tay sau lưng cười cướp mất á. Kẻ thù ngay bên cạnh đi đâu nha. Nhẹ nhàng à, cái gì hay ho là mất liền à. Đó, đúng không Harry? Em, cái thật ra cái câu này nó hợp với chồng em. Chồng em, chị Xuân Lan cũng biết đó, chồng em là một người không có thích cưới. Và chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện cưới lần nào cả. Và anh ấy cũng nói là em cũng nói thẳng vấn đề là lúc trước khi em đó là anh không phải là một người đàn ông để cưới. Và anh ấy cũng nói là đúng, em coi rất là đúng, anh thích tự do rồi này nọ thôi. Ok vậy thì mình quen nhau đi, thì em cũng không có nghĩ tới cái chuyện cưới gì cả. Tự nhiên một hồi 6 tháng sau tự nhiên cầu hôn, là trong đầu em cũng nghĩ ông này bị điên rồi, sao tự nhiên đòi cưới, trong khi đó ông nói là ông không muốn cưới, ông thích cưới. Nói chung là em rất là đồng ý với cái câu á, là gặp đúng người á là tự nhiên đàn ông cảm thấy không an toàn là tự nhiên đòi cưới, mà một cách rất là vô lý. Không phải, quay lại câu chuyện của Harry cho chị chia sẻ một chút xíu. Lúc đó tôi chứng kiến được cái tâm lý của Trấn Thành. Khi Harry yêu Trấn Thành thì Harry bị ném đá nhiều lắm. Mà thật ra Trấn Thành, tôi biết bạn tôi là một cái người đàn ông yêu sống cảm xúc và không cần biết dư luận chung quanh. Nhưng mà bởi vì cô gái này nên Trấn Thành muốn mình bảo vệ cô gái này. Người ta càng chê cười, người ta càng mỉa mai thì Trấn Thành càng tỏ ra mình là một cái nơi an toàn nhất để bảo vệ Harry. Thì lúc Trấn Thành cầu hôn thì tôi nhớ tôi đi dự đám cưới, cô dâu chú rể, cô dâu thì ít khóc hơn, còn chú rể khóc suốt không nói được câu nào. Em không khóc gì luôn,
và em cũng không hiểu tại sao chồng em khóc luôn. Tại vì tôi hiểu cái cảm giác đó, khi mà tự dưng mình là một cái người rất là thích sống tự do, nhưng cũng là thôi yêu thôi đừng cưới, nhưng mà gặp đúng người, đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh, tự nhiên cái tình cảm đó bộc phát. Và bây giờ tôi thấy Trấn Thành bạn tôi mỗi ngày khoe một câu chuyện mới về vợ, giống như là đây là một nhân vật đến từ sao Hỏa vậy, khai thác ngoài không có hết chuyện. Đó là một cái câu chuyện hôn nhân còn vui hơn là cái lúc mà các bạn yêu nhau. Yêu nữa. Nhau luôn, yêu còn, vợ. Còn vui hơn. Đó chính là tâm lý của những người đàn ông khi họ sợ mất đi cái người phụ nữ mà họ thấy rằng đó là của cuộc đời mình. Thì họ sẽ làm mọi cách để giữ thôi. Thế thì cũng thông cảm cho cái chàng trai này, bởi vì chắc chắn là chàng trai này trước khi tới với chương trình không bao giờ nghĩ là sẽ gặp được cô gái này. Anh Hoàng công nhận đúng em rồi không? Thế là cái câu này á, thế này này, mọi khẩu hiệu mà hô lên á, trước khi gặp cô gái mình yêu đôi khi chẳng có giá trị gì, chỉ để là thứ nhất để cho oai, thứ hai để trấn an mình, thứ ba là để đề phòng. Đúng, nhưng mà chưa để chắc là phòng. Chưa chắc là hô khẩu hiệu này cô gái này gật đầu. Bây giờ anh thử, anh nói anh muốn cưới, có cô này có chịu cưới đúng không? Đúng rồi, thế là đúng rồi. Cho nên cái khẩu hiệu này nó làm cho nó ảnh hưởng, đúng không? Cho nên là nếu mà có cái này tốt nhất là đừng có phô ra. Bởi vì trong tình yêu cũng có đôi khi cũng có một chút nó gọi là chiến thuật, đúng không? Tại sao lại dại gì mà nói như vậy? Nhưng mà anh quên nội quy của chuyến bay của chúng ta, nói thẳng, yêu thật, yêu theo cách mới. Thế nên nói gì thì nói, chúng ta vẫn phải vỗ tay cho sự thẳng thắn của bạn ấy. Em muốn gửi đôi lời tới anh Hoàng Minh là thật sự em cũng rất là quý anh bởi cái ánh nhìn đầu tiên và những cái bí mật mà anh được đưa ra em có thể chấp nhận được hết. Cái này em cũng thể gọi là tạm chấp nhận, nhưng mà em thích một cái gì đó gọi là trọn vẹn hơn, cho nên là em rất thích cái từ được cưới. Còn anh dùng cái từ đừng cưới đối với em nó hơi bị nhạy cảm. Tại vì quá khứ của em, tất cả các anh ở đây đều chưa người nào biết, đúng không? Theo cái cảm xúc của em lúc này thôi nha, em sẽ chọn từ từ cho nói vài câu. Có thể em chọn bạn này, nhưng mà còn về sau mình còn tìm hiểu nhau nữa. Sau chương trình đó anh vẫn dựng xe ở ngoài đó, vẫn chờ em.